Hiện tại cái sổ chi tiết này thì nó đang chưa có tài khoản nợ và tài khoản có, đúng không ạ? Đấy, thế nên mà để cho nó có được tài khoản nợ, tài khoản có thì mình phải làm thế nào? Chị sẽ phải vào tùy chỉnh này này. Chị chọn sửa mẫu hiện tại này. Chọn hiển thị tài khoản nợ, tài khoản có ra. Bởi vì sao? Bởi vì là tài khoản nợ của chị đang hạch toán 154 mà trong khi đó mình đang hoặc là hạch toán không đúng ấy. Đấy, thế nên là mình đang cần Thì phải bây giờ xem làm thế lại để tài kiểm khoản đấy tra. mà. Rồi. Theo em ấy, lọc ở trên Misa này nó hơi rối. Em sẽ xuất ra Excel. Tải tệp xuống. Em sẽ làm cái hàm filter lọc ở đây cho nhanh. Enable đi. Đây em sẽ dùng hàm filter em lọc này. Hiện tại em sẽ lọc nợ 154. 154 trước. Đấy. Nợ 154 thường ấy thì nó chỉ là có dầu với cước vận chuyển thôi đúng không? Nhưng mà chị thử xem ở đây nó có cái thành phần nào khác cái đấy không? Giống như là vừa nãy mình có Misa ấy. Hình như là chỉ có mỗi cái đấy thôi sao ấy. Vì bên chị cũng chưa có nhiều mới chỉ có Ok, thế tiếp theo là thằng 242 thì là có mỗi hai bốn Misa hai thôi. Thằng 642 này nó là cái gì đây? Đấy, đây lại phần mềm. Cái này chị cũng cho nó vào cũng cho vào 242 nhé, để chị phân bổ nhé. Bởi vì cái hóa đơn điện tử này nó sử dụng lâu chứ không phải là một phát là nó hết sử dụng xong đâu. Thế thì nó là bốn số hóa đơn này. Nhấn hai Ctrl C này. Sang đây. cái này vào đây lọc tìm Tìm chỗ này này. À không, chị quay lại cái danh sách mua hàng này này. Tìm đây này. Đấy, nó nhanh hơn. Xong rồi chị tích mở cái này ra. Ở đây để thì sửa. chị cũng đang hạch toán và mua dịch vụ thì thôi ok cũng được. Để lúc gì chị tăng một lần một vậy. Cái này chị hạch toán 242. Nó giống cái vừa rồi nhá, nhấn cất. Ok. Vậy thì chỉ còn lại dầu và xăng. Em thấy có cái xăng ấy, xe nào chạy xăng à? Không, cái đấy là xe của sếp nhưng mà nó cũng chưa mang tên công ty. Cái đấy chị hạch toán 642 nhé. Sau này chị sẽ thuê xe. Vào 642 Sau rồi, này chị sẽ ok. thuê xe văn phòng ấy. Chị chỉ thuê ít thôi, không cần thuê nhiều đâu. Để cho mình hợp lý cái xăng này thôi mà. Đấy, thì cái này mình hạch toán vào 642. Đấy, thì sau này mình sẽ làm thuê xe 3 triệu tháng hoặc là theo lần ấy. Thì cái xăng này mình sẽ được ghi nhận vào chi phí 6422. À, Sáu bốn em nhấn sửa hai không? 6422. Thế thì hạch toán vào 6422 khi nào? 2.3. Các chi phí liên quan đến văn phòng. Các chi phí sử dụng cho văn phòng như là tiếp khách này, văn phòng phẩm này, tiền điện nước này, mạng này, hoặc là xăng xe. sang xe giám đốc đúng À, thì không? những cái này mình sẽ hạch toán vào 642. Chỉ thay nợ 242 này thành Thành sáu 6422. bốn Cái này thì chị có thể vào mua dịch vụ để hạch toán cũng được. Nhưng mà thôi, mình làm đỡ phải nhớ nhiều, rắc rối nhiều. Thì cứ thống nhất là nhập kho cái thì mình mua là nhập kho. Còn dịch vụ và không qua kho thì mình cứ vào không qua kho cho nó dễ. Đấy là có 3 cái nghiệp vụ liên quan đến mua hàng hiện tại bây giờ bọn chị đang có. Đấy, thì chị sẽ cần phải lưu ý và hạch toán như vậy cho em. Như vậy, cái công việc đầu tiên của chị là chị phải sửa lại các cái hóa đơn mua vào cho em như thế nhá. Và công việc thứ hai chị cần phải làm cho em là chị tải hết cho em các cái bảng kê trên hóa đơn điện tử xuống cho em nhá. Đây, mục đích của tải đấy để làm gì chị nhỉ? Kiểm tra hóa đơn đầu vào. Chuẩn rồi. Để sau khi chị sửa xong ấy, chị em mình sẽ kiểm tra lại tổng hóa đơn đầu vào và tổng cái mà chị đã hạch toán ấy ở trên Misa ấy là nó có đúng hay không. Chị cứ vào tra cứu hóa đơn này điện tử mua vào, tra bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 12 cho em này, vòng 1 tháng 5 đã cấp mã trước, nhấn tìm kiếm, đặt con chuột vào đây, nhấn xuất ra Excel. Khi chị xuất cái này ra nhá, chị mở vào cái folder này cho em. Chị ký hiệu cho em là tháng 5 1 này. Tháng năm Cái này em sẽ lưu vào một folder là bảng kê hóa đơn.
Tháng 5-1 này bắt đầu, xong tiếp theo là không có mã. Tìm kiếm. Những cái mà đã nhận nhưng không có mã thì có được ấy không? Được chị. Ồ. Vâng, chị lại mở nó ra. Chị copy vào một file ấy để sau em cộng cho nó nhanh ấy mà. Các cái cột của nó thì bằng nhau giữa hai cái bảng đấy thôi. Nó Rồi, như nhau ok. mà, nên là chị cứ thế chị copy là được. Thì tí lúc gì em tổng cái tháng 5 vào đây. Để em biết so sánh được cái tháng 5 ở trên hóa đơn điện tử so với tháng 5 Và ở trên bảng kê toán của cái mà chị. bằng cái xem nó Ừ, có khớp xem nó không. khớp không. Bởi Ok. vì chị hạch toán thì chị phải đảm bảo giống Cái như lại hóa đơn điện tử mà. Vâng, người thuế họ kiểm tra đối chiếu như này thế. Đấy, đấy là tháng 5. Tiếp theo cháu này mình lại lọc sang lọc đến tháng tháng 6. tháng sáu. Cái này không biết có hóa đơn gửi tạo từ máy tính tiền không ta? Không, không có, Không có. Bỏ tìm kiếm này. Xong rồi lại lọc sang tháng 6 này. trừ Ra tháng cấp mã hóa đơn sáu trước này. Xong rồi nhấn vào tìm là kiếm này. tiếp Wow. Không, tục đang ở bên tay hóa đơn tìm của máy tính tiền. Đây. rồi Lại xuất tám ra tiếp tục xuất Excel. đi sao Bỏ học thói này ra này. ở sao có ít thế này kìa. Đấy là đã cấp mã, còn chưa cấp mã này. Có 23 cái này. Làm cái này có phải nhanh không trời ơi. Đúng Này nhưng mà như thế ra này đúng thì ra ấy, cái chị nếu mà chị làm nhanh ấy thì chị nhập khẩu cũng được ấy, nhưng mà thôi làm thế này đi cho nó quen đi. là nhập ý ấy, em là nhập Nhập khẩu sale theo á hả? visa Chị sợ nhất là ấy. chị kia chị cũng không biết ý. Sao không biết, cái này rầm rộ thế mà. Tháng mấy nhỉ? Tháng Ôi trời 8. ơi, nhưng mà chị ngày tháng nào chị cũng bắt chị nhập bằng tay hết và chưa bao giờ vào trang này cả. Hả? Chị sẽ hướng dẫn chị vào trang này. Đấy, xong thì bắt đầu chị quay sang chị sửa cho em các cái hóa đơn mua vào. Sau đó Về này hết 152. sửa, đấy là tải hóa đơn mà sửa hóa đơn của dầu Đúng rồi. từ 154 về 152. Đúng rồi. Nhớ là phải chọn mua hàng nhập kho, là bởi vì sao? Bởi vì cái này nó đang chọn là không qua kho đấy chị. Từ bình tĩnh, đúng rồi đây nhá, Đây này, cái này nó đang ví chọn là dụ không đây qua kho đây đây này. chị, ví dụ này bỏ ghi này, sửa luôn nhá, Không, đây đây này, mở nó ra chị. Chị phải đây mở nó ra chị mới sửa được. sửa này Đây này, đây, là chọn ở trên này. tất cả cái này Đây, chọn ở trên này đây, này. đâu có chọn được đâu, À, sửa rồi mà không được rồi. Bởi vì cái đã này họ lại hạch toán trong mua dịch vụ chứ không phải là mua hàng không có kho đâu. à, không sao Đấy. chị sẽ làm lại, ok em không sao cả, mua hàng trong nước nhập kho đúng không Đúng rồi. và vào hết rồi ok. Hơi lâu. Chị hoặc là chị có thể tải cho em các cái hóa đơn mua vào từ Misa chi tiết đi. Nó có cả số lượng ấy. Thì em cho chị nhập khẩu. Em sẽ xóa hết các cái chứng từ này đi và em cho chị nhập khẩu. Nhập khẩu theo luôn cái file ở trên đấy. Em xem của chị đi tháng này. Thôi cái này để chị làm đi. Chị làm xong rồi cho để cho chị nhớ. Tức là sẽ nhập lại Đúng hết rồi. toàn bộ. Nhập lại hết hóa đơn dầu. Từ từ, có khi làm một cái đi cho nó nhớ hóa đơn Thế dầu. chị làm đi. Tại vì chị sợ chị Vâng, khả năng chị làm cái nào thì chị xóa cái đấy đi. thì cho nó đỡ bị nhầm hả? Đúng rồi. Vào luôn cái này và để chưa thanh toán đúng không? Dầu bên chị thường thanh toán theo chuyển Thường khoản là hay thanh là, toán ngay mà. thì nếu mà thanh toán ngay thì chị chọn là thanh toán bằng tiền mặt. Với lại hóa đơn dưới 20 triệu thì chị thanh toán tiền mặt thoải mái. Thì đấy thì chị hầu hết là bởi vì dầu là thường thường là thanh toán luôn mà chứ có ấy đâu. Cái này là lúc trước là chị không có nhập như này mà chị đều là có hóa đơn ở trên này này. Thì đấy thì vì là mua cái này này, mua Chị cái này tải nó đầu xuống vào đấy này đúng này không? thì nó tải nó xuống là nó tự ấy ở đây và mình vào cái này mình ấy thôi. Thế nhưng mà vì là tất cả là đều là không để là đấy mà đều cái này không bỏ bỏ ghi vẫn không được nhỉ, đúng Bỏ ghi xóa chứ. không, không bỏ ghi mình chỉ xóa À thôi ừ, cái đấy chứ thì mình chỉ không bỏ ghi sửa được, thôi, không sửa được. Sửa thì chị phải tích hẳn vào nó cơ. không ý thì chị Hoặc là hiểu chị là muốn sửa thì xóa thì chị cũng phải tích hẳn vào nó cơ. không, những ý ý là cái này là mình không sửa được là thành mua À hàng không không hóa không đúng không không, không. bởi vì Nó chị ở các để phân hết là hệ mua khác dịch vụ nhau. à, Nội bộ đấy. chị làm thế này được. Nội bộ thì chỉ cần quan tâm đến doanh thu và chi phí thôi mà. Thì đấy thôi được rồi, thế thì cái này chị cứ để đây mai chị làm lại, Vâng. tức là sẽ là mua
Cái này nó không phải là mua dịch vụ đúng không, mà là mua hàng mua hóa. hàng hóa nhập kho Đúng rồi, nhập kho. vào theo Và đúng cái cũng đường dẫn mà em bảo chị ở trên, em ghi ở trên nội dung ngoài bài học ấy đấy, là vào mua hàng nhập kho đây này, chị vào chỗ quy trình đây này, chọn chứng từ mua hàng này, xong rồi là chọn mua hàng trong nước nhập kho này, chọn là thanh toán ngay bằng tiền mặt này, điền đầy đủ các thông tin như là nhà cung cấp này, mã hàng này, lúc này nó sẽ là 152 ở đây đây này. Đấy. Và chị nhớ phải điền hóa đơn vào nhá, số hóa đơn ở trên này. Nhớ phải điền số hóa đơn vào. Kho là cái này là mình chỉ để là 152 thôi đúng không? Đúng rồi, khi mà chị chọn dầu ở đây này. Đây của chị có dầu DO đây này. Đấy. Ví dụ đây Thì nhá. chỗ này nó sẽ là Thì kho nó sẽ 1. là Ây da, 15. khoan, sai vẫn sai rồi. Đấy. Cái thằng Đấy. dầu của chị vẫn bị sai này. Các cái danh mục rồi này. Tạo sai tính chất luôn đây này. Cái này thay đổi tính chất này. Chọn nguyên vật liệu này. Nguyên liệu. Này lead này. Thông tin ngầm định này. Kho Đấy. 152 chưa có này, nhân dấu cộng để thêm này. Mã là 152 này. Đánh em tên kho nguyên vật liệu vào đây. Kho nguyên vật liệu. Được, rồi. Rồi. Tài khoản kho là 152, để tí nó lên cho chị luôn, tài khoản nợ luôn, đánh 152 vào đấy. Tí khi mà chị hạch Rồi. toán nhập kho ấy, nó lên tài khoản nợ luôn, cho chị nhấn cất là được. Đấy, Đấy sau thì là đó chị lần nhấn sau là cất. cứ vào dầu là Đúng nó rồi, sẽ nó ra sẽ thì tự cái lúc trước chị làm. chi phí của nó đâu rồi ấy nhỉ? Đà đây, 154 thì đúng rồi, ok. Còn mình không bán nên là mình không cần quan tâm đến doanh thu lắm. Đấy, dầu này cước vận chuyển thì để dịch vụ cũng được. Cái xe này ấy, xe này để dịch vụ được. Chỉ có thằng dầu. Rồi, cái xe này thì nó tạo ở đây là xe thôi, nhưng mà tí nó tạo ở trong tài sản cố định thì nó lại là mã khác, vẫn được. Tạo ở đây thì nó chỉ hiển thị lên là để mình theo dõi về nguyên giá 211 và thuế thôi. Nó chỉ là cái mã thôi để mình hạch toán khi mình mua vào hoặc là ghi nhận là vốn góp thôi. Rồi bây giờ chị lại quay lại cái thằng mua hàng này. Mình lại vào lại chứng từ mua hàng này. Ở đây vẫn chọn là mua hàng trong nước nhập kho này. Lúc này chị chọn mã hàng là dầu DO này. Nó tự nó Nó sẽ sẽ ra tự đúng lên cho không? chị đây, thấy Đấy. không? Đấy, thì Đấy. mình không phải Thì nhập chị chỉ nữa. cần điền số lượng đơn giá thành tiền nó tự nhảy cho chị là được. Thuế, mình để ý thuế, xong rồi điền số hóa đơn vào đây thôi. Còn nếu mà chị không muốn nhập tay thì chị tải cho em file Excel kia về để em nhập khẩu cho chị. Tại sao mà cái đầu vào đây hả? Đúng rồi. Đây hả? Đúng rồi.